đồi chè đẹp tuyệt vời nhá. Ừ, Bi sẽ đi thăm đồi chè nhá. Bi đi từ ra kia, đi từ kia lại. Đi trước đi. Đi cẩn thận vào, đi vào chỗ ấy nhá, sạch sạch thế nhá. Đấy. Ừ, ui đẹp chưa? Tĩnh ơi. Này, nhìn này. Tuyệt vời chưa? Đấy, đẹp thế. Ừ, nước nó đang chảy, đừng thò tay đấy, bắn đấy con. Ui, đồi chè đẹp không? Ừ, đi. Ok, như có lối sáng sao nhỉ? Có phải? Không, đi. Đâu rồi, đâu nhà kia? Ừ nhỉ? Đi. Từ từ đó. Từ từ, đi gì cái đây, quay chỗ này tí đó. Ừ. Con đi, đi sang bên này. Đấy, đi 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 sang bên có này này, bên chỗ có này này. Ừ. Đấy, đi vào. Đi đi. Ừ. Đi đây, đi thẳng bên này cơ mà. Bên này, bên đây nó nước nó vào, có nó dậm đây bên này. Nhanh lên. Chè đẹp tuyệt vời. Ồ kia họ đang cắt cỏ kìa bên kìa. Ừ. Ừ. Ôi thôi đi về đi, không muỗi nó đốt đi. Năm muỗi đó. Thế đi 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 thẳng sang kia cho muỗi nó đốt, đi nhanh, đi sang rồi. Đấy, đúng rồi, đi đi. Đấy đi chị đi. Bây giờ đứng ra vào cây chè hái chè ra nào. Đấy. Bùn à? Thế đứng đi dịch lên trên kia, dịch chỗ kia kìa. Đây nha, đồ chè của Thái Nguyên rất là đẹp luôn. Thôi đi quay vào kia không mỗi đó, mỗi đó. Đây này. Mỗi đó đã đốt chân. Đồi chè quá đẹp luôn nhá, mọi người ơi, đồi chè. Mênh mông đồi chè quá đẹp luôn. Chè đẹp thế, trồng theo hàng theo luống rất là xanh. Những cái cột này là tưới nước đây, tưới cho chè. Ô giữa giữa vườn kia có cây cam sai không? Cam. Cây cam sai, giữa vườn chè có cây cam sai. Quá, sao chịu.
Một ngôi nhà màu xanh giữa quả đồi cũng toàn màu xanh. Đây nhá. Một ngôi nhà màu xanh nằm giữa một đồi chè.